lo liệu cho người mất, chúng ta cần phải chú ý những gì? Khi người ta mất đi, gia đình quyến thuộc phải bày tỏ mặt chính trước người mất, không được để mặt phụ. Mặt phụ là gì? Là tình cảm. Gia đình, người thân, những ai có tình cảm đều phải cách ly. Khi người ta mất đi, tốt nhất là đừng để họ nhìn thấy, phải cách ly đi, để cho những người bạn đạo đến đây trợ niệm giúp họ. Mình sợ điều gì? Sợ rằng gia đình, người thân vừa thấy họ qua đời thì sẽ động lòng rơi lệ, mà hễ khóc thì coi như xong. Cho nên lý ra họ sẽ được giảng sanh cực lạc, nhưng hễ vừa khóc thì sẽ làm cho họ quay lại, nên đi không được. Vì vậy việc này rất đáng sợ. Cho nên trong kinh Phật dạy, sau khi con người chết đi, thường thì 8 tiếng đồng hồ thần thức của họ vẫn chưa có rời khỏi thân thể. Mà nếu chưa có rời khỏi thì thần thức họ có cảm giác, họ có mừng, giận, vui, buồn, rất dễ khởi tình cảm. Mà hãy khởi tình cảm thì Đức Phật sẽ không đến tiếp dẫn đâu. Cho nên đây là sự chướng ngại rất lớn. Vì vậy khi lâm chung, không chỉ không được chạm vào người, chạm vào họ sẽ làm họ đau đớn, mà ngay cả giường chiếu của họ nằm cũng không được đụng đến. Phải đi cách xa một chút, không nên đụng vào giường chiếu của họ. Mình sợ điều gì? Sợ rằng họ khó chịu, sợ họ đau đớn. Mà khi đau đớn thì họ sẽ nổi sân. Hễ họ không vui thì sẽ bị đọa vào ba đường ác. Tâm sân hận nổi lên thì nhất định sẽ bị đọa vào ba đường ác. Trong tình trạng nào khi trợ niệm chúng ta phải cách ly gia đình với người mất? Người niệm Phật cho dù khi còn sống có sức niệm Phật rất tốt, nhưng lúc giảng sanh, gia đình thân quyến không hiểu được lý này, nên đứng bên cạnh vừa khóc vừa gào, rất dễ khiến họ khởi tâm luyến ái, rồi lại chạm vào người họ, lay lay họ. Nhưng này càng hỏng hơn. Có vài người khi lâm chung lại được gặp thiện tri thức, hiểu được lý này, chúng ta mới biết được tận tường sự thật kia. Thật sự chúng ta đến giúp họ chứ. Gia đình thân quyến thấy người già ra đi, điều này khiến chúng ta rất khó ngăn cản cách ly họ. Cho nên khi người lâm chung, tốt nhất là mình nên trợ niệm Phật giúp họ, để điều mà tai họ nghe là câu niệm Phật. Không nên để họ nghe thấy tiếng khóc lóc đau buồn của người nhà. Đừng nên để họ nghe thấy. Tại sao vậy? Vì sợ rằng họ sẽ sanh tâm luyến ái. Nếu họ khởi tâm tham ái thì coi như họ lại không được giảng sanh. Khởi tâm tham ái sẽ bị đọa vào đường ngạ quỷ, khởi niệm sân sẽ bị đọa vào đường địa ngục, ngu si sẽ đọa vào đường súc sanh. Khi lâm chung nhìn thấy con cháu vừa khóc vừa la thì sẽ không giảng sanh được. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Người niệm Phật đến khi lâm chung, người nhà nhìn thấy con cháu, nhất là những đứa cháu đáng yêu đã sắp sửa ra đi rồi, thấy cháu tới lại còn vừa la vừa hét, thế rồi xả không được, coi như xong. Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ, vừa thấy tình cảnh như vậy, Đức Phật A-di-đà đi luôn, họ sẽ không giảng sanh được. Cho nên tiếng người giảng sanh, giúp người niệm Phật giảng sanh. Và lúc này đây, tốt nhất là gia đình quyến thuộc không nên gặp mặt họ. Về mặt tình người, việc này rất khó nói. Sự gặp mặt sau cùng khi lâm chung, theo trong Phật Pháp, làm vậy là quấy rầy họ, thương tổn đến họ.
Cho nên lúc này tốt nhất là đừng nên gặp mặt. Vậy khi nào thì được gặp? Để đến khi họ tắt thở sau 8 tiếng đồng hồ, hãy gặp mặt là an toàn nhất. Điều này rất có lý. Lúc này đáng sợ nhất là quấy rầy. Gia đình thân quyến khó lìa khó bỏ. Bỏ lỡ cái nhân duyên thời điểm Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Ngoài ra còn gì nữa? Quán thân trái chủ, nhìn họ thấy chán ghét, tâm sân hận nổi lên, đây đều là chướng duyên. Cho nên khi tưởng người giảng sanh, phải làm cho họ rất yên lành, rất bình tĩnh. Những người xung quanh đều là bạn đạo, tất cả mọi người đều niệm Phật tiễn họ. Để những gì họ nghe thấy đều là câu niệm Phật, để cho đôi mắt họ nhìn thấy chỉ có một bình tượng Đức Phật A-di-đà. Có một người cha khi giảng sanh chánh niệm rất rõ ràng, nhưng người nhà nằm mộng thấy ông ấy nói là do người mẹ khóc lóc trước quan tài khiến cho ông ấy sanh tâm quyến luyến mà quay trở lại. Sau khi ông ấy mất được nửa năm, bà mẹ nghe tiếng ông ấy gọi bà, thế là bà bị một trận bạo bệnh. Xin cho con hỏi, người cha giảng sanh vào đâu? Việc này mà nói thì thật ra không có sanh về thế giới Cực Lạc. Vậy ông ấy giảng sanh về đâu? Thường thì sau khi quay trở lại nhà, phần nhiều là bị đọa vào đường quỷ. Nên qua sự việc này đã dạy cho người niệm Phật chúng ta một lời giáo huấn rất hay. Đó chính là khi tiễn người giảng sanh, chúng ta nhất định phải y chiếu theo nghi thức quy định. Một người khi lâm chung, chúng ta nhất định phải giúp họ sanh khởi chánh niệm. Vì cho dù là họ đã tắt thở rồi, trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta, trong 8 tiếng đồng hồ, nếu đã thật sự giảng sanh thì không có vấn đề gì. Còn nếu như chưa có được giảng sanh thì đây là thời khắc rất quan trọng. Chúng ta nhất tâm niệm Phật giúp họ. Trong khoảng 8 tiếng đồng hồ đó, họ còn có thể giảng sanh. Sau khi chết 8 tiếng đồng hồ, chúng ta nhất định không được đụng vào người họ. Nếu như họ chưa có đi thì dù là đang thời điểm niệm Phật, họ cũng vẫn chưa ra đi. Thấy bạn vừa chạm vào người họ thì họ sẽ sanh phiền não. Qua việc này bạn thấy do người mẹ của họ khóc lóc đã làm quấy rầy người cha, cản trở người cha, nên người cha không thể giảng sanh. Tuy là sự lâm chung có rõ ràng, nhưng ông ấy đã khởi tình cảm, sanh lưu luyến, vì vậy nên không đi được. Đây là một thí dụ rất hay. Người hút thuốc, uống rượu, ăn thịt có được dẫn chúng niệm Phật không? Có thể khai thị cho người mất được không? Tốt nhất là ngày nào trợ niệm thì ngày đó bạn nên ăn chay. Đó là biểu lộ lòng chân thành cung kính của bạn đối với họ, và công đức này càng lớn hơn. Hoặc là sau khi bạn trợ niệm xong, bạn hãy ăn lại cũng có thể được. Không nên ngay thời điểm trợ niệm, nơi trợ niệm mà lại hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Làm như vậy sẽ không tốt. Làm vậy là không có tâm cung kính đối với người chết. Trợ niệm cho người sắp mất có phải là nên tụng kinh Địa Tạng không? Phải niệm Phật như thế nào? Không cần. Bạn phải hiểu là trong khoảng sát na mà con người sắp chết thì đó là thời khắc quan trọng nhất. Không cần tụng kinh gì cả, cứ thẳng lối. Họ đâu có sức tu tập để nghe kinh đâu. Một câu niệm Phật,
mà lại niệm Phật bằng bốn chữ A Di Đà Phật, không cần phải niệm Nam Mô. Đến lúc này càng đơn giản thì sức càng mạnh, càng có thọ dục. Bạn muốn tụng kinh Địa Tạng thì phải đợi sau khi họ mất rồi, trợ niệm giảng sanh, nghĩa là người đó đã tắt thở rồi. Sau khi tắt thở rồi, tốt nhất là chúng ta nên niệm tiếp cho họ 12 tiếng đồng hồ, chí ít cũng niệm 8 tiếng đồng hồ, thần thức của họ mới rời khỏi xác. Trong khoảng thời gian này chỉ nên một câu niệm Phật. Nếu bạn muốn tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà cho họ thì tốt nhất là nên đợi sau 7 ngày. Còn như họ đã thật sự giảng sanh rồi, bạn có tụng kinh Địa Tạng cho họ cũng là để truy phước cho họ, tăng cao phẩm vị cho họ. Còn nếu như họ chưa có giảng thì lúc này tụng kinh Địa Tạng có thể giúp họ tiêu trừ đau khổ.